anh chị. Hôm nay xin phép được trình bày tới quý vị các anh chị một bệnh cũng rất hay gặp ở trên lợn, đó là bệnh phó thượng hàm. Thì cái bệnh này do một loại vi khuẩn có tên gọi là Salmonella gây nên. Thì nguyên nhân và cơ chế nó dẫn đến bệnh này, rồi triệu chứng bệnh tiếp ra làm sao thì xin phép được trình bày phía sau. Thứ nhất là cái vi khuẩn Salmonella này nó cũng giống như là vi khuẩn E. coli, nó có ở mọi lúc mọi nơi và thường xuyên là nó cư trú ở trong đường ruột của lợn, và khi gặp cái điều kiện mà thuận lợi thì nó sẽ tăng sinh lên và nó sẽ gây bệnh. Đầu tiên là nó tăng sinh lên ở ruột non và nó gây viêm loét cái niêm mạc của ruột non, và sau đó qua các cái vết loét thì nó sẽ xâm nhập vào máu và nó gây nhiễm trùng huyết, và trong máu ấy, thì nó theo máu nó đi tới các cơ quan khác nhau và nó gây ra các cái tổn thương ở các cái cơ quan khác nhau. Đầu tiên thì phải kể đến là nó đi đến não và nó gây ra cái hiện tượng là viêm màng não, rồi viêm não ở lợn, và nó gây ra cái hiện tượng là lợn của chúng ta bị cái triệu chứng thần kinh là đi đứng run rẩy này, rồi co giật từng cơn. Tiếp theo là nó gây ra sung huyết, xuất huyết ở các cái vùng da mỏng, ví dụ như là gốc tai, rồi mõm, rồi vùng bụng. Đầu tiên là xuất huyết, nó đỏ ửng lên và sau đó sau 1 đến 2 ngày thì nó tím bầm lại. Chính vì vậy mà người ta gọi đây là một trong những 4 bệnh đỏ thường gặp ở trên lợn. Tổn thương tiếp theo ở các cái cơ quan nội tạng có thể kể đến, đó là phổi. Phổi bị Salmonella làm cho viêm và phù thủng, sung huyết, rồi viêm phổi, và dẫn đến cái hiện tượng là lợn của chúng ta ho thành cơn. Hiện tượng tiếp theo là gan rồi thận sưng to lên, và trên bề mặt gan rồi thận đều có các cái vết xuất huyết điểm. Đấy là những triệu chứng bệnh tích ở các cái cơ quan nội tạng. Ruột thì Salmonella làm cho loét, các cái vết loét rất là rộng và gây ra hiện tượng là tiêu chảy, và tiêu chảy rất là đặc trưng ở cái bệnh phó thượng hàm, đó là lợn bị phân loãng và có màu vàng rất là đặc trưng, thối, tanh, rất là đặc trưng của cái bệnh phó thượng hàm. Ngoài ra thì khi mà lợn bị nhiễm trùng huyết bởi Salmonella thì nó dẫn đến hiện tượng là lợn của chúng ta sốt rất là cao, 41 đến 42 độ C. 41 đến 42 độ C. Tiếp theo đó là cái hiện tượng là lợn bị viêm khớp do Salmonella, cho nên là con lợn của chúng ta đi tập tễnh có biểu hiện giống như là bị liệt, đặc biệt là khớp gối của chân sau. Thì đó là cái triệu chứng và bệnh tích đặc trưng của cái bệnh phó thượng hàm do Salmonella gây nên. Các anh chị cũng lưu ý một cái điều là như thế này: vi khuẩn Salmonella ấy thì cũng gây bệnh thương hàm ở người, cho nên ấy, là khi mà chúng ta giết mổ thì Salmonella từ ở đường ruột rất dễ gây nhiễm sang thân thịt, và ở cái nhiệt độ mà ở nhiệt độ tủ lạnh ấy, thì vi khuẩn Salmonella có thể sống tới 3 tháng. Chính vì vậy một điều lưu ý là chúng ta cần phải ăn chín uống sôi và tránh để cái thực phẩm sống lẫn với tiếp xúc với thực phẩm đã chín, để tránh cho cái mầm bệnh Salmonella có thể lây nhiễm sang thực phẩm đã chín. Và đa số các cái ca bệnh mà ngộ độc thực phẩm thì đều có liên quan đến cái vi khuẩn Salmonella này, cho nên là chúng ta hết sức lưu ý trong cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Quay lại cái bệnh phó thượng hàm ở trên lợn thì triệu chứng và bệnh tích nó là như thế, cho nên là chúng ta cần phải phòng và điều trị như thế nào. Đầu tiên là công tác phòng bệnh thì hiện nay ở trên thị trường là đã có các cái vaccine để phòng cái bệnh phó thượng hàm này.
thì chúng ta mua vaccine, chúng ta cần tiêm vaccine đầy đủ cho lợn. Đối với lợn con thì chúng ta tiêm vào 21 ngày tuổi tiêm mũi đầu tiên, và sau đó từ 2 đến 3 tuần thì chúng ta tiêm nhắc lại một mũi nữa để phòng cái bệnh có thể hàng. Song song cái việc tiêm vaccine thì các anh chị cũng lưu ý là chúng ta cần phải vệ sinh sát trùng chuồng trại một cách thường xuyên. Thì đối với chuồng trại chăn nuôi thì các anh chị có thể là phun cái sản phẩm TC01 hoặc là cái RTL iodin 10%, chúng ta pha theo cái tỷ lệ hướng dẫn và phun xung quanh chuồng nuôi, rồi phun trực tiếp vào trong chuồng khi mà chúng ta đang nuôi lợn. Với cái thời gian là chúng ta có thể phun 2-3 lần trong một tuần. Đối với biện pháp điều trị của cái bệnh phó thượng hàm này ấy, thì như chúng ta đã biết là khi lợn mắc phó thượng hàm nó sốt rất là cao, từ 41 đến 42 độ C. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta cần phải hạ sốt ngay cho lợn bằng cách là chúng ta tiêm cái RTD Casebin này. Chúng ta tiêm 1 cc cho 10 kg thể trọng để cho lợn hạ sốt và tỉnh táo đi lại ăn uống được. Cái thứ hai là chúng ta tiêm kháng sinh. Thì trân trọng giới thiệu đến quý vị các anh chị là một sản phẩm rất là đặc trưng, rất là nhạy đối với cái bệnh Salmonella này, đó là cái Enrochin APP của RTD sản xuất. Thì thành phần của nó là cái Enrofloxacin 5% cùng với tá dược và chất dẫn đặc biệt, nó tạo nên cái thương hiệu của sản phẩm Enrochin rất đặc trị đối với bệnh phó thượng hàm. Thì quý vị các anh chị, chúng ta có thể tiêm với cái liều là 1 ml cho 10 kg thể trọng và tiêm liên tục từ 3 đến 5 ngày thì bệnh sẽ khỏi. Ngoài ra với cái song song với cái việc mà chúng ta tiêm kháng sinh thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta cần trộn cái sản phẩm cái Diaro này này. Cái Diaro này ấy, thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều lần với quý vị anh chị rồi. Đây là một sản phẩm thảo dược chúng tôi nhập khẩu từ Ấn Độ, có cái tác dụng là gì? Nó làm xe niêm mạc đường ruột. Đấy, quý vị anh chị nhớ nhé, tức là khi mà lợn đã bị tiêu chảy do Salmonella hoặc là do E. coli hoặc do bất cứ nguyên nhân nào thì bao giờ cái niêm mạc đường ruột của lợn cũng bị tổn thương, cũng bị viêm, cũng bị rát. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ làm xe niêm mạc đường ruột. Và cái tác dụng thứ hai là gì? Là nó làm giảm cái nhu động đường ruột của lợn bị bệnh. Đó. Nó làm giảm nhu động đường ruột để làm gì? Để cho cái thức ăn ấy, là khi nó vào đường ruột thì nó được nó sẽ chậm lại và nó được đường ruột của con lợn nó sẽ hấp thu kịp các cái chất dinh dưỡng đặc biệt là các cái muối khoáng, các cái muối khoáng để nó làm cho con vật bị bệnh của chúng ta ấy, nó không bị mất nước cấp tính, cho nên là nó sẽ hồi phục nhanh sau khi khỏi bệnh. Ngoài ra song song với công tác điều trị thì chúng ta cần phải hộ lý chăm sóc bằng cách là đối với lợn lớn, đặc biệt là nái của chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải hỗ trợ điều trị bằng cách là chúng ta truyền cái dịch nước muối sinh lý vào cái tĩnh mạch tai. Chúng ta có thể truyền 2 chai trong một ngày liên tục 3 ngày thì lợn của chúng ta sẽ khỏi và nhanh chóng hồi phục sau khi bị bệnh. Trên đây là cái bệnh phó thượng hàm ở trên lợn. Xin kính chào tạm biệt quý vị các anh chị và cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.